Rồi, xin phép chào anh nhé. Dạ, anh có thể anh giới thiệu cho anh em Hiệp sĩ Bình Dương nghe là cái câu chuyện của anh nhỉ? Anh họ tên là gì? Tôi họ Bạch, tên Quân. Bạch. Tên Quân, sinh năm 1970. Hiện tại sống ở tại ấp Tinh Sáng, xã Tiên Yên, huyện Yên Biên, tỉnh Kiên Giang. Và xin chào cô chú, anh chị em trong nước và ngoài nước. Và chào hiệp sĩ, đội hiệp sĩ Thanh Hải. Rồi, anh cho em biết này, hôm nay anh từ Kiên Giang đúng không? Dạ phải. Em thấy anh có vẻ là cái cũng rất bức xúc cái câu chuyện. Dạ, anh Dạ có thể anh chia sẻ cái câu chuyện của anh được không? em muốn chia sẻ lên trên cộng đồng mạng là như thế này, với đội hiệp sĩ Thanh Hải đó, giúp đỡ cho em. Vì em sống hồi đó em có cưới vợ em đầu năm 1994, vào ngày 21 tháng 2 thì vợ chồng em có kết hôn mà nhưng đều không có làm giấy hôn thú. Kết hôn theo phong tục ngày xưa vậy đó mà không có giấy hôn thú. Sau này thì có đợt ta kêu về làm giấy kết hôn đó mà rủ vợ đi làm thì vợ không có chịu đi làm. Gia đình của em thì sống rất là nghèo khổ, thì em cũng sống thì nhờ giả bên vợ giúp đỡ cho làm ăn không à. Đó, em hiện là đang ở đó là đất đó của bà vợ cho mấy công đó, rồi dựng vợ gả chồng ở tại chỗ đó, rồi làm nên sự nghiệp là cũng ở đó. Rồi em cũng không biết sao ngày này sao mà em đi làm rồi gần đây nè, khoảng 2 năm nay thì bỗng nhiên vợ em mới đuổi em ra khỏi nhà thôi, chứ em không biết là lý do gì mà vợ em đuổi hết. Em hỏi thì vợ em nó nói em là đàn ông không có trách nhiệm, nhưng mà điều em thấy á, trách nhiệm của em á, thì em lo hết trong cái nhà đó rồi, không còn cái gì để gọi là trách nhiệm nữa hết. Đầu năm nào cũng vậy, đi biển thì 3 4 tháng mới về bờ 1 lần, bao nhiêu tiền của thì đưa cho vợ, vợ đứng tên rồi vợ làm cái gì vợ làm, chứ nói chung là không có biết tới vụ tiền bạc gì hết á. Không biết nó nảy sinh sao mà hồi năm đầu năm 21 là đuổi tôi ra khỏi nhà. Bởi vì giờ tôi lên trên đây, lên trên đội hiệp sĩ Thanh Hải dưới nói lên cộng đồng mạng để chia sẻ rồi giúp đỡ cho tôi coi coi lý do sao, rồi tôi phải lấy lại cái mà sự mà công bằng ở từ đâu, và anh em giúp đỡ cho tôi là tìm hiểu từ chỗ cái nguyên nhân nào, rồi nhờ anh em rồi trên cộng đồng mạng này chỉ giúp cho tôi. Anh cho em biết này, vợ anh ấy, họ tên đầy đủ là gì và năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Vợ tôi là Hà Thị Nhạn, Hà Thị Nhạn. năm nay sinh năm 1974, 50 tuổi, quê ở ấp Kinh Sáng, xã Tiên, huyện Biên, tỉnh Kiên Giang, cũng cùng quê với tôi luôn, Có gần nhà không anh? gần luôn, Cùng quê gần nhà. gần nhà luôn. Anh cho biết là trước cái thời điểm năm 1994 là anh gọi là sống, bắt đầu quyết định là sống với vợ. Lúc bây giờ là hai Phải, bên là tìm hiểu nhau, là mình quen nhau là bằng cách gì, hình thức gì? mình quen nhau trong lúc gì hồi đó nghèo khổ đi mặn đi qua đi lại vậy đó, rồi tìm hiểu nhau rồi biết với nhau rồi đến với nhau. Cha mẹ đôi bên thì cũng chịu vậy. Lúc bây giờ là anh có thực sự là có yêu vợ nhiều không, hay là vì lý do tác động nào khác? Yêu chứ, vợ mà không yêu yêu ai. Thế còn vợ anh ở thời điểm bây giờ có quý mến anh không? Trong lúc gần đây thì Không, vợ tôi, thời 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 đó, cái thời làm năm thời đó 1994 đó. cũng thời đó là vợ tôi cũng quý mến tôi. Điều sau này thì tình cảm thì từ cái ngày mà tôi nói thì nó hơi xa đó, tôi bị Mã Lai bắt 1 năm á, thì về cái tình trạng từ lúc đó vợ tôi thấy nó Anh đi ra hình Mã Lai như bắt. đi ra cào, Nghe cào là anh đi cào cho ai? đi ra cào của Quốc Thống ở bên Tà Niên á, bên Cồn á, rồi tôi bị Mã Lai bắt hết 1 năm. Thì từ cái chỗ đó tôi về thì vợ tôi tình cảm nó sẽ lợt lạc với tôi. Lâu chưa anh? Hồi đầu năm tôi về ở tù anh Mã Lai về là cuối năm 1920. Là đầu 21 anh về. Cuối Đầu ạ. ngày 14 tháng Chạp đó là về đó, là cuối năm 2020 đó. Là rồi là bắt đầu tình cảm vợ chồng thì bắt đầu nó Vậy là sẽ Tết năm lợt 2021 anh lạc. có được ăn Tết ở nhà Không à. không? Vậy là anh đi đâu? Và ai? Sao tại sao mình có Và nhà mình không về?
Dạ này nãy em kể lộn, đầu năm 2019 là em về, đó là bắt đầu mới đi ghe đi cộ đồ lại, rồi mới đi với sẹo nhào á, nó mới bị mà dây quắn đứt mấy ngón tay nè, dây quắn đứt mấy ngón tay nè, rồi mới điện về anh cho bị mấy ngón? Ba lắm, ba ngón luôn hả? Anh xòe cả bàn tay cho nè. Là điện về cho vợ hay thì nó vợ nó hay rồi là nhất là nó tắt máy luôn, nó không nghe máy, nó không có hỏi lý do sao ông bị vậy là hay là sao hết. Thì bắt đầu anh em vợ anh em mới dưới ghe mới chở tôi đi bệnh viện thứ 11 á, thì hai đứa con tôi nó hay thì nó mới chở tôi xuống, nó đi chở tôi đi về. Nhưng mà về nhà thì vợ tôi nó vẫn không hỏi thăm hỏi lên gì hết, nó vẫn nằm trong mùng đó thôi. Ô kỳ vậy. Là nó không hỏi thăm hỏi lên gì hết luôn, cả mà 2-3 tháng chờ luôn ở nhà, vợ chồng cũng không nói chuyện nhau luôn, nó không hỏi thăm hỏi lên tôi là ông bị sao hay là mặc lý do sao bị vậy hết. Thì từ cái lúc mà bị bắt về đó là sau ngày này là tới vụ này tôi cục mấy ngón tay luôn, vợ tôi nó không có được như mà cái sự mà đối đãi vợ chồng bình thường như hồi lúc trước. Nó sẽ lợt lạc hoài vậy đó. Anh cho em biết này, trước đây là vợ chồng anh sống với nhau có hạnh phúc không? Hạnh phúc à? Mỗi hạnh một lần đấy. Anh về thì anh gặp vợ thì vợ vui không? Vui. Anh cho em hỏi một câu chuyện rất tế nhị này. Trước đây một lần anh đi ghe tàu về ngoài biển về, đi làm công việc ngoài biển khơi ấy. Mỗi dạ. một đợt anh về là anh có đưa tiền cho vợ không? Đưa. Anh đưa nhiều nhất mà bao nhiêu, ít nhất nhiều? Thì trong lúc đi ghe thì đi 3 tháng 10 ngày thì ứng 20 triệu. Thì đưa cho vợ 20, hết 20 triệu thì mình mua chi phí mình đi ăn uống trong vòng 3 tháng 10 ngày đó. Là vậy anh đưa cho vợ nhiêu? Đưa hết cho vợ. Đưa 20 triệu. Đưa đủ 20 triệu rồi rủ nhau, vợ chồng rủ nhau đi mua chi phí cho tôi đi biển. Ồ. Thế còn ít nhất anh đưa vợ nhiêu? Nói chung là ứng bao nhiêu là đưa hết nhiêu chứ không có nói ít tiếng ít. Mượn ví dụ như tôi ứng 15 triệu thì tôi đưa vợ tôi hết 15 triệu. Vậy là từ trước giờ anh đưa hết tiền cho vợ? Vẫn là như vậy. Anh khẳng định như vậy. Khẳng định luôn. Không có giấu giếm đồng bạc ngàn nào hết trơn. Anh cho biết là từ năm 1994 đến giờ phút này là thời gian rất dài rồi. Rất trên dài. Dưới 30 năm qua rồi. Hai vợ chồng anh sống với nhau. Đúng rồi. Dạ. Trước anh có làm gì có lỗi với vợ không? Trước đây? Không à. Anh khẳng định là không có lỗi. Không à. Cái đó tôi nói thiệt á. Anh cho em hỏi lại này, đến giờ phút này anh nhà mấy người con rồi? Hai. Dạ, một con là năm nay sinh năm mấy, một con sinh năm mấy? Một nhỏ lớn thì Bạch Thị Kim Hai, sinh năm 1996. Con gái. Gái. Dạ. Còn như Út thì sinh năm 2001. Trai gái. Bạch Kim Cúc. Hai gái. Gái luôn. Hai gái, gái hiện nay lấy chồng chưa? Nhỏ lớn của tôi thì nó lấy chồng ở nước ngoài mới đi 2-3 tháng gì bánh nè. Còn như Út thì nó còn ở nhà. Ở nhà hiện nay làm công việc gì anh biết không? Nó hiện giờ nó đang làm ở ngoài giá làm tiệm nail. Rồi. Anh cho biết này, hai người con của anh đối xử cái tình cảm mà vợ thì không ra gì nhưng mà hai người con đối xử tốt không? Hồi lúc trước thì hai đứa con nó cũng tình cảm nó giống như mẹ nó vậy, cũng thương yêu vậy, nhưng mà từ cái ngày mà mẹ nó lật lạc rồi hai đứa con nó vẫn lật lạc theo luôn. Nó lật lạc theo luôn. Con gái hưởng phúc của cha mà sao kỳ vậy? Có một lúc tôi nói nghe hầu lùng, có một lúc tôi đi ghe với sẹo nhào á, là tôi điện về tôi nói em ơi một lát nữa anh về đó, em để chìa khóa ở nhà cho anh đi vô. Thì trong lúc đó vợ tôi đi đánh bài. Vợ tôi đi đánh bài đó, tôi về tới nhà thì tôi điện vợ tôi á, vợ tôi nó nói chìa khóa để đó đó chứ để đâu mà kiếm không gặp. Thì tôi thấy vậy á, tôi mới lội lại cái chỗ đánh bài á, tôi mới lại tôi mới gặp, tôi mới vô tôi lấy chìa khóa về, tôi mở cửa tôi vô nhà một lần trước nha, còn một lần sau nữa cũng y gan vậy. Nói khoảng 9-10 giờ tôi mới điện về, tôi nói em ơi một lát nữa anh về em để chìa khóa nhà cho anh vô nhà, là vợ tôi đi đánh bài đó. Thì về nhà thì tôi lục chìa khóa không có, tôi mới lội lại chỗ đánh bài đó đó, là tôi hỏi vợ tôi, mà tôi vừa lại thì tôi nghe cái người chủ nhà đó đó ổng nói á, thằng Quân nó đi biển một lát nữa nó về, mày không ở nhà nấu cơm nấu nước cho nó ăn rồi nó quánh mày rồi sao. Rồi vợ tôi nó mới trả lời á, nó dám đụng tới tôi mặn con heo cho nó ăn á. Rồi bắt đầu tôi mới đi vô, tôi nói tôi lấy chìa khóa, tôi nói chuyến này mấy bà có heo ăn rồi, nhưng mà điều tôi không đánh vợ tôi. Nó về thì bắt đầu một chút xíu nữa tôi về, còn chút xíu vợ tôi nó về á, nó mới nói một câu á, đủ mẹ mày từ đây tới á, tao đi đâu tao đi kệ tao, từ rồi mày điện tao tới giờ là cái tiếng hồi tôi thua 6-7 triệu bạc rồi.
Rồi tôi mới nói nè, nó đi đánh bài mà tôi không có nói gì mà còn nói tôi cái câu là đụng chạm tới là mặn con heo cho ăn nữa. Thôi tức. Rồi tôi mới tức quá, tức đi, tôi bạc tay vợ tôi bạc tay hai bên luôn, chứ không phải một bên đâu. Tán hai cái hai bên luôn. Wow, quá tức quá giận mà. Rồi tôi mới thấy vậy tôi không có quánh nữa, tôi không có nói năng gì nữa hết. Một lát hồi sau á, không biết vợ tôi nó nghiêm nghiêm hồi nào không biết. Đó, sao nó cầm cái sắt nó quánh tôi đây nè. Úi trời. Tôi chụp á, là tôi dòm ngang tôi thấy tôi né đây nè. Hiện giờ cái ta tôi giờ dở không lên. Nó giãn cái cơ găng này nè. Lâu chưa anh? Một năm mấy rồi. Ủa. Cái găng tay này nè nó sưng chừng một tuần lễ vậy. Vợ vậy là vợ anh ra đòn quyết định luôn hả? Nó quánh mà cái sắt quánh từ sau quánh tới nè mà không biết cũng ông bà độ làm sao á, tôi vừa dòm là tôi dòm tôi né ra đây cái sắt nó vuốt luôn lần này nè. Ôi trời nó ơi. Sưng cả một tuần lễ luôn, tôi trốn lên trên cầu số 3 cho nó, tôi chừng ghe, tôi làm ghe người ta cho rồi tôi ở cho nó, tôi không về nhà luôn. Nó sưng cỡ một tuần lễ, bây giờ kêu bằng là nó trái gió trở trời là cái tay tôi nè, tôi dở không có lên. Mà tôi đi chụp hình thì người ta nói chụp hình không được, chỉ nói đi CT hoặc là làm gì mới thấy thôi. Mà tôi thì tôi không có tiền, không có tiền thiệt. Bởi vì vợ đuổi ra khỏi nhà rồi chỉ có cái bộ đồ gách tôi đi mặn thôi chứ tôi không có lấy gì tất cả trong nhà hết. Rồi anh cho biết này, trước đây hai người bắt đầu quyết định sống với nhau là anh sống bên gia đình vợ, là gọi là mình ở sống rẻ bên đất của bà và vợ cho. Thế mà mình có dựng nhà ở không? Có. Lắm bây giờ là mình dựng nhà tranh, nhà đất hay nhà là tường? Hồi lúc bà và vợ á, hồi lúc tôi cưới vợ tôi là tháng 2, là tháng 4 bà vợ tôi bả mới nói với mẹ tôi á là cho hai đứa nó ra riêng, đặng bà vợ tôi bỏ giúp của cải cho làm ăn. Đó là nó chung là dòng vàng gì là bên vợ giúp hết. Rồi bả mới sang năm cái công đất ở đằng này là cho vợ chồng tôi ở, là hiện giờ đất là vợ tôi đứng tên. Đó thành ra bây giờ ở hiện miếng đất đang ở đó là miếng đất của bà và vợ tôi sang cho vợ chồng tôi ở trên cái nền nhà đang cắt luôn, cái nhà đang cắt luôn. Rồi sau ngày này á, bà và vợ ông vợ tôi mới kêu sang cho vợ chồng tôi một công đất ở đằng của ông và vợ bà vợ tôi, là một công đất đó, đó là một công đó đất đó của vợ chồng tôi tự tạo để sang của ông và vợ bà vợ nghe. Rồi á, sau ngày này nữa là ông bà già của tôi, ông già của tôi á, có cho tôi một miếng đất kế bên đó là cũng 1.000 mấy trăm mét vuông đó, bây giờ cũng cái miếng đất đó giờ tôi đứng tên. Còn cái công đất sang ở đẳng là vợ tôi đứng tên. Mà cái ngày đổ bể ra vợ tôi nó đuổi tôi ra khỏi nhà thì tôi có vô tôi nói với ông người vợ tôi. Đó là ông người vợ tôi ổng nói lại là ta không biết là cái công đất đó là của ông người vợ bà vợ tôi sang. Đó rồi tôi mới thấy vậy tôi mới ra ngoài mùa này tôi nói với ông anh vợ tôi một lần nữa. Bị gì miếng đất của bà và vợ tôi để lại là hiện giờ là ông anh vợ tôi đứng chủ quyền. Hỏi ông anh vợ anh cũng nói, ông anh vợ anh cũng nói y gan như bà vợ vậy, ta không biết tới. Nó cái bà chị dâu á, là vợ của ông anh thứ hai đó, bà mới chỉ vô mặt ông nè, ông đừng có ăn ngược nói ngạo. Ông mới nói với tôi với Dượng ba nó cái tuần trước nè, cái công đất của má á, sang cho Dượng ba mày với cô ba mày á, thì tách ra làm bằng khoán riêng. Mà bây giờ ngày nay ông thấy em ông á đuổi xô người ta ông thấy người ta sao cơ tới gọn đẻ em ta gì. Đó là cái bà chị dâu á nói vậy nghe. Bả mới còn kêu tôi á, Dượng ba làm đơn đưa xuống với huyện đi, tôi xuống tôi làm chứng cho Dượng. Bả còn nói vậy đó, cái đó là cái bà chị dâu á. Thành ra bây giờ á, tôi thấy nếu mà tệ tôi nín thinh thì tôi ngày nay tôi tay không chân gòi rồi, tôi lấy gì tôi sống. Tôi năm nay tôi 50 mấy tuổi rồi, vì vợ tôi á, ví dụ mà tôi có chặt lỗi gì đối với nó thì nó nói thẳng với tôi đi. Bây giờ á, và tôi có lên tiếng rồi, tôi nói với con tôi, nhưng mà tôi nói với vợ tôi là tôi nói câu chuyện với nó không được, không thể vô nhà được. Nhà tôi thì tôi nói thẳng với mấy chú muốn vô được cũng cả vấn đề, thì cửa trước có đó, gào trước có đóng, gào sao đóng, rồi làm sao tôi vô. Mà hiệp sĩ nghĩ đi, giờ nếu tôi vô nhà làm sao được. Đối với bà, cái cử chỉ của bà nói chuyện hồi nãy đó thì chú cũng đã nghe rồi đó. Thành ra tôi nói với con tôi thì con tôi nó nói, con nói với mẹ, mẹ không nói gì hết. Rồi lúc khởm tôi cũng có nhờ ông trưởng làng, là ông trưởng làng ở đó đó lợi là phân trần cái vụ đó, cái chuyện công chuyện đầu đuôi gốc ngọn đó, đó bây giờ đuổi tôi ra khỏi nhà rồi, giờ để cho tôi một con đường sống, cho tôi 200-300 triệu để tôi sanh sống cái bản thân của tôi. Vợ tôi nó mới nói cho cái câu này,
con gái của tôi nó nói dứt khoát bây giờ đưa tới chính quyền nào nó cũng teo hết, chứ dứt khoát không cho gì hết. Chính con gái của anh, con gái vợ tôi nó nói, con nhỏ cái út tôi nó nói là ông trưởng làng lên nói vậy đó, vợ mày nó nói là con gái của mày, con nhỏ út nó nói giờ cha con làm đơn đi tới đâu mẹ con đi tới đó, chứ dứt khoát không cho gì hết. Vậy là ba mẹ con vào và hòa với nhau rồi. Đúng rồi, luôn cả ông này vợ tôi cũng gì, ông cũng theo theo một ý đó, rồi ông anh vợ tôi cũng theo một ý đó luôn. Sao lại con người sống là vì đất cát có bao nhiêu đất đâu mà ngày nay tôi xa cơ thất thế như vậy đó, tôi rơi vào hoàn cảnh này đó, tôi mới vô tôi nhờ giả ông người vợ tôi lên tiếng cho tôi. Ổng nói tao không biết tới một cái, rồi tôi ra ông anh vợ tôi nói như vậy, ổng cũng nói một cái câu tao cũng không biết tới luôn. Thành ra giờ tôi phải nhờ cậy vào đâu vậy đây, nếu tôi làm quá đây sùm lên rồi coi chừng có thể đổ bể ra rồi giết người cấp chết nữa. Thành ra tôi phải nhịn nhục, phải kiềm chế để tôi lên xã hội cộng đồng mạng trên đây rồi chia sớt chia sẻ giúp tôi, rồi lên đây đội hiệp sĩ đây thì chỉ dẫn cho tôi mà cái khôn cái khéo để tôi sống làm sao cho nó phải. Anh cho biết là anh có anh em bà con của ruột thịt của anh ở đó đông đảo lắm, chỗ vòng vòng của tôi là bà con của tôi không mà anh em tôi không mà. Anh em của anh có tư vấn gì cho anh không? Không ai ghi sơ tới vụ gì hết á. Kỳ vậy, anh em mà sao kỳ vậy? Nói chung đi, tôi thì cũng đòi làm ra chuyện này chuyện nọ, nhưng điều anh em bà con cũng không ai ghi sơ tới hết á. Nói con ơi, bỏ em ơi, cháu ơi, ăn không có được bao lâu đâu, với lại mày cũng không có chết nữa, mày mặn thì mày vẫn sống thôi, chứ mày không có chết sao mày sợ, cái của nó không có bao nhiêu mà, mày để cho nó ăn đi. Nhưng mà anh bức xúc đúng không? Tôi bức xúc vì bản thân tôi mà hiện giờ tôi bệnh, tôi đau liền giờ tôi bị nghịch tọ rồi gần một năm nay. Em thấy chị thuốc chưa hết. Nhưng mà đúng thực sự là trước giờ anh có chơi bài gì không? Không, nhưng mà vợ anh bắt sống quả tang là chơi đánh bài mấy nhiều lần. Trời ơi, nhiều lần, 2-3 lần luôn. Tôi nói thiệt với hiệp sĩ đấy ha, tôi gầy vợ tôi không được, tôi còn kêu người ta về nhà chứa bài cho vợ tôi ở nhà nó chơi nữa đó. Người ta tố giác tôi lại bắt tại nhà luôn, tôi vẫn thừa nhận luôn đó. Chứ tại sao mình không gài cách để cho công an người ta hốt vợ mình luôn, để cho đi đi chạy luôn? Không lẽ tôi là bản thân tôi làm chồng đó mà không, tôi đi làm cái chuyện đó ác đức quá, bởi tôi vì vợ sống sao được. Bởi vì vợ anh thật sự là đối xử với anh tệ bạc, nhưng mà mình phải gài cách chứ, mình phải có cách khác mình gài chứ. Để cho vợ bị tóm luôn. Tôi làm nhà mình nên tôi làm cái nhà nhỏ hay sao nữa. Mình nên tôi nè, tôi thấy vợ con tôi nó đi chơi hoài, tôi không có nhờ cậy ai được chứ, mà tôi làm có nên tôi mới kêu tôi nói thôi. Bây giờ em quánh bài, em kêu mấy người đó về nhà mình chơi đi. Đặng em ở nhà, có cái người ở nhà, đặng anh mượn cái này mượn nọ. Thì mượn kêu người ta về chứa bài luôn, cho vợ tôi nó ở nhà, đặng tôi mượn làm tiếp tôi công chuyện. Rồi mấy có mấy ngày nhiêu người ta tố giác lại, công an lại, rõ ràng. Thì nói tôi cũng vẫn chịu vậy, tôi nói có, tôi chấp nhận tôi chịu. Bởi vì tôi không có ai ở nhà làm với tôi chứ. Tôi phải kêu vợ tôi á, cho nó chứa bài. Đặng ở nhà, có con vợ tôi ở nhà nó mằng giúp tôi một việc, nhưng mà tôi không mướn người ta. Đặng tôi làm, rồi vợ tôi được kêu vô kêu ra, đặng tôi làm với tôi thừa nhận luôn. Anh cho hỏi này, anh xây nhà hiện nay là nhà lớn không? Căn nhà cái lớn không nhà anh? Đó hồi đó tôi xây năm 42 tuổi là xây cái nhà 3 căn. 3 gian ấy? Đúng rồi, 3 gian. 3 gian á. Vậy là bề ngang 5m4. 3 phòng đúng không? Đúng rồi. Bề ngang 5m4, bề dài 12m9. Sau ngày cái năm 48 tuổi cắt thêm một cái sảnh ở bên là cái một cái máy thái giả, dưới thêm một cái nhà chữ đinh đây sao nữa. Cái nhà của tôi hiện giờ bề ngang của nó đó, bề ngang 9m, dài là 12m9 sao 4m5 nữa, cũng như 17m. Vậy là rất rộng. Ừ, rất rộng. Anh cho em biết này, vợ anh từ trước có đi làm ăn gì không? Bà đi làm ở dài sớm mà. Nó nghe đi giá lú nè, rồi đi mặn phế liệu nè, chứ làm chủ hụi độ đó chứ không có đi làm ăn gì ở xa hết. Nói chung là nếu mà để mà bây giờ mình nói một câu chuyện nó rất bình thường thôi, vợ chồng mình đồng ý là của chồng công vợ, cái này không ai giành được của anh đâu, anh cứ yên tâm là như vậy nhé. Dù rằng vợ anh có làm ra bao nhiêu chăng nữa, nhưng mà của chồng công vợ, kể cả tên của bây giờ tên vợ anh cũng không thể lấy được. Nhá. Nhưng bây giờ em đang hỏi anh này, nếu mà theo như anh nhìn nhận là xây cái nhà đó hoặc xây tất cả công trình đó, là ai là người bỏ nhiều tiền? Tiền của ai nhiều nhất? Cái đó là cái công sức của tôi làm hồi đó ra nhiều hơn. Bị gì á, tôi nói cho hiệp sĩ nghe, tôi đi ghe mỗi một năm tôi dư khoảng từ 80-90 triệu, 100 triệu tiền mặt. Có khi 100 ngoài nữa. Nói chung đi là tôi đi từ tôi làm cái gì bất vậy, tiền bạc tôi rửa chén mướn ở ghe em vậy,
tôi về tôi vẫn đưa cho vợ tôi hết, chứ dứt phát là tôi không bỏ túi tôi ngàn nào hết. Không bỏ túi riêng ngàn nào hết, nói là có bên hai giáp gia giáp tôi làm chứng cho tôi, chứ không phải là tôi nói là để là cho người đời mà khen ngợi tôi. Tôi nói thiệt, hai bên gia giáp tôi làm chứng, tôi không bỏ một ngàn nào túi hết. Chừng nào mà tôi nói có đi đâu rồi em đưa tiền cho anh đi thì kêu vậy thôi, chứ dứt phát là không bao giờ bỏ trong túi ngàn nào để giữ riêng hết. Anh cho hỏi này, trước bắt đầu xây cái căn nhà đó, ai là người lên kế hoạch để xây nhà? Vợ chồng tôi cùng nhau lên kế hoạch xây nhà. Sao mình không tìm cách mình bán đi một miếng, mình mua chỗ khác xây? Đâu có đó, hồi đó là đất đó, đất của bà vợ cho mà bán gì? Cho, nhưng mà bây giờ cho một miếng mình bán, mình không xây ở đó mà mình xây chỗ khác. Không, cái đó mình không có tính vậy. Hồi đó mình tin tưởng nhau. Nói tệ để nói cho hiệp sĩ nghe nè, hồi lúc vợ chồng mới cưới với nhau á, nó cũng có là lúc mà chén không sống còn khua mà. Để tôi nói ra cái điều này rồi anh em trên trang mạng xã hội đừng có cười tôi, đừng nói tôi có khi tôi giờ tôi với vợ tôi về đây rồi nói xấu vợ tôi hay là nói xấu bên vợ tôi, để tôi kể hết cho trên mạng xã hội với hiệp sĩ nghe. Mỗi lần vợ chồng tôi gầy lộn thì bên vợ tôi nói thiệt ra là một vỏ 5 người 6 người, bác vợ anh vợ bà con thì cũng ra đều hết. Nói chung là ra làm làm ban lên chứ. Kẻ thì ra đòi đốt nhà, người thì ra đòi kêu công an niêm phong nhà. Trời ơi, tôi sống vì vợ và con tôi. Khổ chứ vậy. Tôi phải gắng nhịn nhục tôi sống chứ. Hồi lúc đó tôi mới có đứa con một thôi, nhưng tôi phải kiềm chế tôi sống tới hai mặt con tôi sống năm nay là hai mấy ba chục năm trời. Hình như là tôi chịu cũng không còn nổi. Chứ không phải là tôi là cái gì mà tôi phải bỏ nhà tôi đi. Anh vợ tôi nó lên một tiếng rồi tôi giờ tôi sống. Anh cho em hỏi này. Vậy là từ trước đến giờ thì cái tình cảm của vợ anh ấy dành cho anh có nhiều không? Trước đây này, trước lúc đó thì yêu dữ vợ không? Chồng tôi yêu thương nhau lắm. Vợ anh có là hỗn hoặc có bao giờ chửi anh không những năm trước đây? Có khi nhằn nhừ nhai đồ dữ lắm, nhưng đều cũng vẫn thương chồng lắm, đều còn đối gì với bên chồng. Là anh có nghi ngờ là từ năm 2019 anh bị công an Mã Lai bắt vì tội là cào lưới cào cát gì ngoài biển đúng không? Gọi là mình gọi là ra biển khơi của người ta, gọi là lấn chiếm của người ta đúng không? Lãnh hải của người ta thì người ta nhốt một năm. Từ đó trở về sau có cái là một năm liền anh không được về nhà và có thể là không gặp gia đình. Yeah. Anh có nghi ngờ cái thời điểm đó là có thể là ai đó vợ anh đi chơi bời cờ bạc, mà có thể là những cái nhóm cờ bạc đó hoặc ai đó người ta biết là vợ anh không có chồng ở nhà và người ta tấn công vợ anh bằng tình cảm. Vì vậy cho nên đôi khi là vợ anh vì một phút nào đó và yêu người ta, từ lúc đó mới đối xử anh một cách tệ bạc như vậy. Anh có nghĩ rằng như vậy không? Tại cái này hiệp sĩ hỏi thì tôi nói cho hiệp sĩ nghe, tôi sống một lòng với vợ tôi không bao giờ nghi nan vợ tôi gì đó. Không bao giờ tôi nghi vợ tôi là có người ngoài. Tôi nói thật, chừng nào tôi nghe người ta nói vẫn nghe, nhưng mà được chừng nào tôi bắt chính con vợ tôi mới nói vợ tôi. Còn tôi không bắt chính là tôi không nghi nan nói chuyện gì hết. Mặc dù là hai cái lỗ tai tôi nó nghe đầy, nhưng mà tôi không bao giờ tôi nghĩ tới chuyện đó. Còn là đặc biệt anh rất tin vợ. Rất tin vợ tôi. Đấy. Thấy không? Tin vợ là ra đường ở. À, cái tôi thì cái đó thì tôi chịu. Thấy chưa? Nói thiệt, tôi sống là một lòng một dạ với vợ con tôi. Tôi không bao giờ phản bội vợ con tôi là chơi bời gái gú hay là ăn nhậu là rượu chè hay là gà và cờ bạc thì tất cả dân. Bây giờ anh còn muốn sống với vợ anh nữa không? Không nữa. Bởi vì vợ tôi nó đã đứt tình với tôi rồi, thêm con tôi nó dứt tình với tôi rồi. Bây giờ em giải thích cho anh nghe này. Không cần thiết nhá, luật bây giờ khác ngày xưa, không cần thiết vợ chồng đăng ký kết hôn. Dạ. Nhá, mới ra tòa mới chia được tài sản. Nhá, sống với nhau không cần đăng ký kết hôn. Vẫn chia được bình thường. Trước khi về có cái gì, đến giờ phút này có cái gì của chồng con vợ. Ở đây là không có nói chuyện ai làm nhiều làm ít, nhưng mà vừa rồi em hỏi anh như vậy để em biết rõ cái câu chuyện của anh. Dạ. Em biết rõ cái tâm tư nguyện vọng của anh thôi. Nha, ở đây là không phân biệt là ai làm nhiều hay làm ít. Nha, nhưng mà bây giờ trước đây ở với nhau là hai bàn tay trắng. Đến giờ phút này là có nhà có cửa. Anh ạ. À, nhá. Yeah. Đồng ý là đất của vợ, của mẹ thì vợ cho anh, cho gia đình anh. Mang tên của vợ anh. Nhưng mình cũng không tính đến đất đó. Yeah. Nhưng bây giờ em chỉ tính là cái tài sản hiện có, nhà cửa công trình xây dựng. Yeah. Hết 1 tỷ thì bây giờ chia đôi, mỗi người phải có 500 triệu. Yeah. Anh ạ. À, chứ không bao giờ có chuyện ra đi tay không đâu. Còn vợ anh ấy là em khẳng định với anh luôn, vợ anh không bao giờ tự dưng mà đang yêu anh, mà một con người vợ anh là đàn bà, mà gọi là em nói thẳng là vừa rồi em nghe được cái câu chuyện của anh, của vợ anh, em rất bức xúc.
bởi vợ anh nói ngang nói ngược, nó không có nghe ai, mà có thể rất chanh chua. Đó, nói một từ rất hỗn, nói thẳng là hỗn. Vì vậy cho nên nếu mà để sống với một người vợ như vậy là rất khó sống. Mà vợ đã thách thức, mà vợ đây bêu xấu chồng thì không nên sống làm gì anh ạ. Thế còn bây giờ thì về mình làm đơn ly hôn nha, ra tòa người ta sẽ giải quyết chia tài sản. Anh ghi toàn bộ tài sản của anh có những gì, người ta sẽ chia cho đầy đủ. Anh cứ yên tâm là như vậy nhá. Còn đi đến đâu thì đi đó. Thế còn bây giờ thì vợ anh ấy chắc chắn nha, trong thời gian đó là phải có cái ý đồ mưu mô gì mới đuổi anh ấy được. Không bao giờ tự dưng mà đang yêu thương nhau mà chồng bị tai nạn như vậy, đúng không? Chồng mất cả mấy ngón tay, anh giơ bàn tay xem đúng không? Đúng không? Đó, bàn tay hiện bàn tay là 10 ngón, đúng không? Chỉ còn có 8 ngón thôi. Đó, đây gọi là phước 8 ngón thời xưa đó. Anh nghe không? Phước 8 ngón. Nhưng mà anh không phải phước 8 ngón. Phước 8 ngón thì người ta không để cho vợ người ta như vậy. À, đến giờ phút này vì cuộc sống mưu sinh để nuôi vợ nuôi con, nó cho gia đình, mà giờ phút này mình đã phải hỏng hết cái tuổi thanh xuân, mà đặc biệt là thân tàn ma dại. Mà vợ anh không nghĩ được cái tình người mà anh bị thương như vậy. Vợ anh không một lời động viên hỏi thăm an ủi, không nấu cho anh một tô cháo. Thì em lấy là thấy là vợ anh là một người thất đức. Em nói thẳng luôn, vợ anh là một người không chấp nhận mà thất đức, không có tình người. Mà các con của anh cũng rất trưởng thành rồi, nhưng không hiểu gì về mẹ và không hiểu gì về cha. Đó, nghe mẹ thì đuổi cha ra đường mà không tôn trọng cha. Dù cha mình có đứng đường có ăn mày, hay cha có mẹ với mẹ có chuyện gì chăng nữa, vẫn là cha mình, đúng không ạ? Nhưng mà con anh là không biết đâu là phải và đâu là trái. Hiện nay là nghe một phía. Thì em thấy một cái câu chuyện của anh đang ở mạng xã hội, chắc chắn rất nhiều các cô chú chị rất bức xúc cái câu chuyện này. Và trong thời gian vừa qua em đã chia sẻ rất nhiều câu chuyện. Mình tuyệt đối không nên ở rẻ. Và nếu có ở rẻ, gia đình vợ cho đất không được xây lên, xây bỏ tiền ra xây đất trên gia đình, của miếng đất của vợ, của gia đình vợ. Đó, xây riêng, cho đất bán đi mua cho khác xây. Đấy, bây giờ phút này là anh bị đuổi ra đường chưa? Đúng không ạ? Đó, nếu đường cùng mà vợ anh kêu bây giờ ấy, đất của tôi, của mẹ tôi cho tôi, còn nhà của Trung, bây giờ tôi không có tiền, thì mình đập bỏ gạch luôn, đưa máy ủi vào ủi một nửa. Đó, không cần thiết. Đó, mình không được ăn đạp đổ luôn, mình chơi như vậy. Bởi vì em thấy con vợ anh là hết chấp nhận rồi. Một người phụ nữ mà lăng loàn, mà ăn nói hỗn xược, mà đuổi chồng ra ngoài một cách vô cớ, mà chồng đi làm cực khổ, mất tay mất chân, không hỏi thăm, mà cờ bạc, đó, thua tha hàng 5-10 triệu mà nhiều lần, thì em thấy là không chấp nhận được. Hy vọng là anh sáng suốt nhá. Hồi cái lúc mà ở tù bên Mã Lai đi về đó nha, hồi lúc về sân bay đó nha, mình đi về sân bay là ra sân bay là nước mắt nó cầm không đặng. Mỗi người đó, người ta đã có vợ người ta lên đón, còn mình vợ không lên đón. Thì kêu cái thằng cục chèo lên đón, nhưng mà về tới nhà khoảng 1 giờ đêm đó, cô vợ nó vẫn nằm trong bụng chứ không bao giờ nó ra ngoài luôn, không lú ra, không giờ hỏi thăm anh mập anh không ốm, không anh còn tay mất chân đúng không? À không, không ra, là chỉ có chòm chớm người ta lại vài ba người cái lúc 1 giờ phê đó, chứ vợ tôi là không bao giờ nó ra, nó hỏi tôi một tiếng rồi anh, ông mới về hay là ông về ông còn đói hay là gì, nấu cơm cho ông ăn gì, không bao giờ. Vợ tôi chỉ nằm trong bụng thôi. Vợ anh có ghẻ rồi, không biết cái đó thì tôi không tin có vợ đó. Tin bạn là mất vợ à, mà tin vợ là mất nhà. Tôi nói hiệp sĩ nghe, tôi không có nghi vợ tôi mà tôi không giận hờn con tôi, tại vì con tôi nó còn nhỏ quá, cái lời nói của nó không có nghe lời cha của nó dạy dỗ, nó nghe lời mẹ nó dạy dỗ, nó có nói gì với tôi nhiều câu. Tôi thấy với hiệp sĩ là hình như nói ra xã hội này thì chắc có thể người ta nguyền rủa con tôi lắm, nhưng mà được, tôi phải nói cho vợ tôi nó gầy dạy con tôi lại. Cái lúc mà bữa hổm nó nghe tôi lại, tôi lấy cái bàn phán riêng của tôi về đó nha, thì con vợ tôi nó nói cái câu này: cái bàn phán của mày tao cầm 300 triệu với huyện rồi, mày có tiền mà chuộc không? Mày có tiền thì mày đưa tiền ra đây cho tao chuộc, còn bằng không thì mày đừng có chuộc, mày đừng có lại đây. Tôi mới nói vậy, đưa ra đi rồi mấy đưa cái giấy nợ ra đi, tôi đi hỏi tiền tôi xuống huyện tôi chuộc. Nó bắt đầu nó đợi con tôi về, nó mới rước chính quyền ra, nó đưa cái bàn phán của tôi, đất riêng đó nghe, cái đất của ông già tôi cho đó, tôi đứng bàn phán mà làm mới đây nè đó, rồi đợi con tôi về hết rồi nó mới nói cái câu này nè: từ đây tới nhà này mày không có quyền về. Tôi mới giận quá, tôi nói câu này nè: tao á xiên, tao buồn vui thì thôi, buồn thì thôi, vui thì thôi nha, tao buồn tao kêu tao lại dở cái nhà này hết luôn, từ miếng thiết thử ai làm gì tao.
con nhỏ con gái tôi, nhỏ con gái lớn nó mới nói cái câu này nè: cha ơi cha, cha dở được không? Không có dở được, con mướn người ta lại dở giùm cho cha. Nói là nói cái này để cho con vợ tôi nó nghe, dạy con tôi lại, dạy cho nó khôn khéo một chút, chứ không phải là nói cái câu đó là khôn. Con à, con chưa có khôn đâu, con đừng có nên nói cái câu đó. Nó có không có tiền nó mướn người ta lại dở giùm cho. Còn con gái út tôi nó nói câu này: cha con đi tới đâu, thưa tới tòa nào dẫn theo tới tòa đấy. Nói gờ gửi lời gì lợi cho con nghe nè: con chưa có khôn đâu con, cha mẹ tạo con ra nè, chưa đuổi con ra khỏi nhà, mà con là cái quyền gì con đuổi cha ra khỏi nhà, con theo mẹ con đuổi cha ra khỏi nhà, con nghĩ đi, con sống gì đó không có đạo đức đâu. Nói thiệt với con gắng cố gắng mà sống không có đạo đức đâu con. Con anh có được học không? Đứa nào học lớp 9, lớp 10 không? Ai cho anh học? Tiền học là ai đóng? Vợ chồng tôi ra cùng nhau góp sức cho con tôi học. Sao ngày xưa anh không đẻ ra hai quả trứng, anh luộc ông quả bà quả nhai luôn, làm xị rượu nữa nhai luôn. Con anh là một con người con gái, nhưng mà thực sự là em thấy là bất hiếu, mà hỗn với cha mẹ. Chứ cha mẹ tôi nó còn nhắn tin với tôi, nó nói vậy nè, nó ở bên nước ngoài nó nhắn về về tôi nó nè: cha ơi cha làm ra đây cha không được gì đâu, mà cha đừng làm mất công lắm. Nó nói với tôi một câu gì, nó nhắn tin với tôi vậy đó: cha ơi cha làm đừng làm mất công, cha làm ra chính quyền cha không được gì đâu. Lần là cái ngày gả của nó đó, ngồi là ngày 29 tháng chạp mà vừa rồi đó, thì tôi đâu có đứng tên được trong cái thiệp đám cưới đâu, mà vợ chồng tôi chưa ly hôn, chưa có mà làm đơn ly dị, mà vợ tôi nó đứng nó gả tôi phải. Không gọi anh luôn? Không, gọi miếng điều con nhỏ gái tôi nó nhắn tin cho tôi hay thôi, chứ nó không điện. Nó không điện. Con tôi... gái lấy chồng không thông báo? Đúng rồi, con vợ tôi nó không thông báo tôi, mà con nhỏ gái tôi nó thông báo tôi là chỉ nhắn tin thôi với cha nó thôi, chứ nó không điện. Không bàn bạc? Không bàn bạc. Là tôi vì con tôi mới về đó tôi giữ thôi. Tôi đâu có được đứng cái trong mà cái thiệp cưới đó gọi là cha của con nhỏ này đâu. Ok vậy. Đâu có đứng thiệp trong thiệp cưới. Vậy là ai là người chính tổ chức đám cưới con anh? Thì vợ tôi nó đứng làm chủ hôn, nó chính, nó làm là chính chủ. Mọi người có hỏi là ông chết chưa hay ông sống không? Có chứ, người ta cũng có hỏi gì. Đó là cái ngày đó đó, cái ngày cưới của con tôi đó, tôi phải tôi phải cầm lòng cho nó đậu, đặng tôi về tôi giữ cho con tôi nó vui. Lộ lên đầu rồi. Chứ nếu tôi không về giữ thì con tôi không được vui. Đây rồi tôi có bực tức này kia nọ, tôi quậy qua cái đám cưới đó nữa, rồi sùm nó mắc cỡ cho ai. Mắc cỡ thì tôi đã mắc cỡ, tôi biết rồi. Thì bà con chòm sớm đó người ta thấy, tôi biết ta hết, ta biết hết rồi, còn đâu có còn ai mà nói tiếng không biết nữa. Tôi phải cầm lòng rằng tôi về tôi giữ cái đám cưới cho con của con tôi cho nó vui, tất cả trong dòng họ cho nó vui. Ông người vợ tôi cũng đi ra vậy. Em nhìn anh á. Ông thì... gì? Ông người vợ tôi đi ra, mà ông đi ra ông còn nói cái câu này chặn dạng ông ra nữa. Tại sao mà bà xui cái sát bên mà không mời? Mày mời tao ra đây á cho chúng chữ chúng mắng đầu tao hay gì? Ông người vợ tôi nói nghe là tại sao bà xui á không mời mà mời ổng ra đây, là bà già tôi đó, bà nội của nó đó, là tại sao con vợ tôi nó không có mời mà lại kêu ghéo ổng ra đây cho đề làm cái đề kê nề cho chúng chữ ổng hay làm cái gì mà mời. Này là hỏng rồi. Đó là sự thật nói như thế. Bắt đi rồi. Bởi vậy tôi bức xúc quá, tôi mới lên hiệp sĩ với lại lên bà con trang mạng trên này trong nước và ngoài nước chia sẻ rồi giúp đỡ cho tôi. Con anh nhà họ tên là gì? Nhỏ con gái nhà họ tên là gì? Gái lớn là Bạch Kim Hai. Sinh năm mấy anh? Sinh năm 1996. Còn con bé thứ hai, bé nhỏ đó. Bạch Kim Cúc. Sinh 2001. 20 Cúc đúng không? Ừ, Kim Hai với Kim Cúc. Cúc này là Cúc ấy rồi. Cúc ấy rồi. Thua rồi. Trước anh đặt tên hay ai đặt tên hay vợ? Thì hai chồng cũng cùng nhau đặt tên vậy. Cùng nhau đặt tên ra cùng nhau nó đuổi mình ra đường luôn. Bây giờ ba mẹ con phối hợp đông tây y luôn, đúng đông tây y kiềng ba chân. Bây giờ này, một là tiếp tục anh về ở tiếp cái nhà đấy, khóa anh cắt khóa ra, nhà tao tỏ phòng mỗi người một giữ một phòng, nhà tao tỏ mày không có quyền, mẹ con mày không có quyền, không ai có quyền đuổi hết á, tao làm nhà tao có quyền ở nhá. Còn đất của cha mẹ mày kêu cha mẹ mày ấy, thì lôi đất về, còn chỗ này là cái tao ở đây mấy chục năm rồi, nếu tranh chấp là tranh chấp mấy chục năm rồi. Đúng chưa? Cái điều thứ nhất. Còn nếu anh không tiếp tục ở đó nữa thì anh làm đơn đó, nhờ chính quyền can thiệp, người ta sẽ chia tài sản cho anh. Chắc chắn là anh sẽ được. Dạ, đi đến đâu đi. Hiệp sĩ nói gì? Em nói hiệp sĩ, cho hiệp sĩ nghe. Không à, em không về đó ở được nữa.
bị gì nhiều lần, vợ vợ tôi đuổi tôi nhiều lần quá rồi, đuổi đá luôn. tuổi đuổi nhiều lần quá, nếu mình làm gươm thì mình, con mình nó lớn rồi người ta cứ chê mình thêm, Thì đằng nào cũng cười đấy. thà bây giờ mình nhịn con vợ mình mà nó cho nó im im, nhà trong nhà nhà cửa mình nó im xuôi thì cứ gắng mà nhịn, nhưng bây Nhìn giờ nhịn không còn nhìn nổi nhưng mà nữa vợ anh nó ngồi trên đầu anh rồi thì sao kệ nhỉ? nó, đi giờ cho nó ngồi được nó ngồi, nhưng điều bây giờ lúc này nó ngồi quá cao rồi, Mình cho nó xuống sình được không? bây giờ nó ngồi quá cao, bây giờ thôi bây giờ cho tôi đi xuống tránh chỗ khác đi, Cho bây xuống sình giờ đi. tôi ra chính quyền đó, giờ chia tôi 200 300 triệu gì đặng tôi tách cho tôi sống, cho tôi ở chỗ đó nữa tôi ở không được Anh đã bao giờ cho vợ uống nước không. ấn xuống thùng nước uống, cho uống nước chưa? Cho tỉnh chưa? Em nhìn, thực sự em nhìn cái phong cách của anh ấy là một người không hiền. Em nhìn ấy là người sắc sắc sảo mà tại sao anh sợ vợ? Dạ cũng có lúc ngay lắm, nhưng mà điều mình cũng suy nghĩ Anh trong ăn đã việc làm của mình. gồng dậy bao giờ chưa? Hả? Đã gồng dậy bao giờ là để ra đòn cho vợ chưa? Hồi lúc còn son thì cũng có bạc tai bạc mũi vậy, mà Đúng là điều không, bạc tay. từ lúc mình làm ăn nên sự nghiệp tới giờ rồi không nên làm nữa, Bạc tay không gắng thua. nhịn nhục mà làm để có của cải người ta để nuôi con nuôi dạy Này, con cái cho nó khôn lớn thôi, chứ mình không có này, muốn vợ anh thì thuộc dạng gây lộn là nữa. vợ anh thì thuộc dạng quỷ rồi. Rồi nó có khi vợ tôi nó chửi tôi quá tôi bỏ tôi đi một lát rồi nó về hết giận tôi đi về, Chửi có sự xúc phạm không? nó chửi cái gì lúc đó đi mẹ nó, rồi đâu có để đó đâu mà nghe đâu, Vợ anh hỗn như vậy chứ tại sao anh trước nói anh chung sao trước anh là không tìm vậy. hiểu? Vợ anh hỗn như vậy mà mất dạy vậy thì là lăng loàn như vậy mà đủ trò như vậy tại sao trước anh không tìm hiểu? Để tôi nói cái này cho hiệp sĩ nghe rồi với chia sẻ lên cho cộng đồng nghe nha, không phải là mình ngày nay rồi mình mới nói ra mấy cái sự thật này, nhưng mà đều phải nói Bí mật đúng không? bí mật, bây giờ phải nói Úi giời. lúc vợ chồng tôi gầy lộn đó nha, bên vợ tôi ra thì hình như là cũng hàng bữa, nếu gầy lộn rồi chút xíu là ra tê liệt, nhưng có một lần đó ông người vợ tôi cũng làm cái này quá tịch, đồ đạc gì là ông dọn về chổng hết, cái gì không xài thì dục bỏ, ông người vợ tôi á cái gì không xài được dục bỏ, còn cái gì xài được gom về chổng hết nó, cái ông ở sát bên á, ông ở sát bên nhà tôi á, ông thấy bị vợ dục đồ hết thì ông nói lấy cái bao á ông lượm ông bỏ vô cái bao, ông nói đồ ông để cho quân nó về nó nấu nướng nó ăn, chứ nếu nó về đây nó lấy gì đâu nấu nướng nó ăn đấy. Bỗng gì là hồi đó tôi cái công sự nghiệp tôi đưa làm ra tiền đó là ông vợ tôi gom về về xứ không hết chứ, tôi cũng phải vì vợ vì con tôi mà tôi đi vô tôi gục đầu tôi phải ôm cái đồ đó đang về tôi làm, tôi không nói gì tới ông vợ vợ tôi hết, không nói gì hết, nói thì ông vợ tôi nói ba gom về đây ba giữ gìn cho con thôi chứ ba không có lấy làm gì, thì tôi cũng vì vợ vì con tôi có nhịn nhục tôi vô đó tôi lấy cái đồ đó về tôi làm cái sự nghiệp để tôi mưu sinh tôi sống tôi nuôi vợ đứa con tôi, chứ không tôi không hề tôi nói va chạm gì với bên vợ tôi là cái tiếng gì tất cả, nói thẳng với cho hiệp sĩ nghe gầy lộn với vợ cũng dứt phát là không chữ thề một tiếng nào mà không nói va chạm tới ai hết, vợ chồng tôi gầy lộn thì nói với vợ chồng tôi thôi, tôi không nói va chạm tới ai hết, Anh rất tin tưởng vợ. tôi nói thiệt rất tin tưởng. Ngày xưa đó tôi nói nha, bà vợ tôi bà gắt gói với tôi, bà khó khăn gì với tôi chừng nào bà thương tôi nhiều đấy, tôi nói thiệt hiệp sĩ bà khó khăn với tôi dữ lắm chứ không phải không khó đâu, nhưng đều bà khó rồi bà bỏ qua, bà rất thương tôi bà rất là mến tôi, bởi vì bà vợ tôi ngày sau này đó bà chết tôi rất khối tiếc, tôi rất thương bà vợ Vậy là tôi bà già chết rồi. chết rồi, nếu bà vợ tôi mà bà còn sống vợ chồng tôi không bao giờ ly tán gì, nói thiệt cái hiệp Vậy sĩ là bà biết sống, biết bà tình sống người. bà vợ chồng tôi gầy lộn là có bà liền, nhưng điều bà biết xử sự cách vợ cách gầy dạy con đó. Còn vợ anh bây giờ lại chắc là ông bà vợ ông à vợ anh ấy là chắc là bây giờ là có cái gì đó cho nên là bây giờ mới dạy con tìm cách cho đuổi cha là được. Không biết Rồi sau này cái đó là là tôi chính không bản biết. thân là vợ anh luôn. Rồi anh một ngày nào đó anh sẽ xem chính bản thân vợ anh lấy mai ấy nha, nhà cũng có bảo, thậm chí các con của anh cũng lại đuổi vợ anh ra được. Đó. Khi đó thì hậu Cái đó quả biết là chừng nào thì luật rồi, nó nói là tôi không không biết. không thể chạy được. Rồi bây giờ này này, cái câu chuyện của anh rất dài và rất phức tạp. Chia sẻ cũng 40 phút rồi. Bây giờ em hỏi anh lại anh này. Anh thực sự là đến hôm nay để anh giải bày cái câu chuyện này, anh còn bức xúc không? Vậy là tôi thấy nếu mà chạy tôi nói ra được đây là tôi nhẹ lòng tôi đó. Bây giờ yêu cầu chỉ yêu cầu là hiệp sĩ với lại anh em trong nước và ngoài nước cô bác đó chia sẻ cái chuyện này giúp giúp tôi, hoặc là bình luận vô đây hoặc chia sẻ tôi phải đi đến cơ quan nào, pháp luật nào để cho tôi được cái thừa hưởng cái của cải trong cái gia đình, cái Rồi. gia tài trong Ok anh. trong gia đình này, Bây giờ rất mong là cái rồi video tôi này hưởng á, được mấy chục phần trăm trong này rất mong là đặng cái tôi video sống. này đăng tải lên thì nhận được, nếu mà ai hiểu biết về luật pháp Dạ mà đặc biệt là ai làm trong ngành luật sư, dạ hiện nay thì anh phải nói là rất khó khăn. rất Đó, khó nói khăn thẳng như luôn vậy.
Vì vậy cho nên có thể là ai hỗ trợ anh miễn phí, mà mình miễn phí giúp đời giúp người mà được tiếng để anh lấy lại công bằng, thì mọi người liên hệ cho anh em hiệp sĩ Bình Dương, các anh em sẽ kết nối để cho anh nói chuyện, để hy vọng là các anh các chị các cô chú ở tất cả các tỉnh ở đâu đó mà có tấm lòng thì giúp anh để anh vượt qua cái cơn khó khăn này, bởi vì mình lấy lại cái công bằng thôi. Mình không mong muốn là lấy lại đất của ông bà già vợ không à, cái đó không à, nhưng mà mình lấy lại những cái gì mà mình đã bỏ ra, cái công sức tôi đổ ra đó. Thì tôi đã lấy được thôi. Vợ tôi nó còn nói một câu nè, tao cho mày có tiền mà theo tao nổi không. Vợ tôi nó còn nói một câu vậy đó, cho tao cho mày có tiền mà theo tao nổi không. Bây giờ tôi cũng chia sớt sẻ lên đây rồi, trên cộng đồng mạng và anh em trong nước và ngoài nước, nếu thương tôi giúp đỡ cho tôi, và từ cái chỗ mà cái công sức mồ hôi nước mắt tôi đổ ra từ đó giờ đó, nếu trên này ai anh em nào cô bác nào thương tôi giúp đỡ cho tôi, để tôi lấy lại được cái công sức của tôi, để tôi làm cái của cải, tôi lấy sống sinh nhai lại tôi sống. Chứ hiện giờ là tôi đi ra rồi, tôi chỉ sống giờ nhà nhờ vào cái nhà của mẹ tôi với thằng em út tôi, mà tôi cắt cái chòi lá tôi ở, tôi ngủ thì tôi ngủ đó, tôi còn sinh hoạt thì bên bà già tôi. Khổ. Chứ tôi đâu có chỗ nơi đâu tôi ở. Hôm nay thì cái video này, nhân tiện cái video này thì công trần cũng xin nhắn gửi đến một số cô chú anh chị, nếu ai lấy vợ hoặc lấy chồng mà đặc biệt là sống bên gia đình vợ hoặc ở rể thì hãy lên cảnh giác cao độ. Tiền của mình trong túi của mình, tiền của mình mà xây đất xây nhà cất lên trên đất của gia đình vợ thì sau này sớm muộn sẽ có một ngày là mình trả được, vì đến giờ phút này rất nhiều người đã bị rồi đó. Vì vậy cho nên là mọi người hãy tin và hãy cảnh giác những cái câu chuyện đó là có thật. Còn đặc biệt là sống bên vợ hoặc sống bên chồng nhưng không được tin tuyệt đối, nhấn mạnh lại là không tuyệt đối. Mình phải khẳng định này, không phải con người nào cũng tráo trở giống con người nào, nhưng không may mình vô phúc sống mà gặp phải con vợ hoặc gặp ông chồng đúng mà tráo trở là mình sẽ ra đường. Vì vậy mình chỉ tin một phần nhất định, một phần mấy thôi, còn đâu mình để lại giữ lại cho mình. Đến giờ phút này cũng như anh, mà vợ đuổi ra đường thì mình còn có cái để sinh sống đúng không ạ, không bị ra đường. Đó là câu chuyện, thực sự là câu chuyện của anh rất đáng tiếc. Thì hôm nay anh về đây nhờ anh em phải giúp mình dựng ghi hình. Thì cái câu chuyện của anh ấy, em hỏi lại anh là câu chuyện anh chia sẻ là hoàn toàn đúng sự thật á? Đúng sự thật là 100% à. Nếu sai là anh phải chịu trách nhiệm nhé. Trời, chặt đầu tôi cũng chịu nữa. Rồi. Thì hôm nay anh về đây nhờ anh em phải giúp mình dựng ghi hình. Anh có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của anh lên tất cả trang mạng xã hội để hy vọng các cô chú anh chị biết được cái câu chuyện này không? Chấp nhận. Dạ, em cảm ơn cái cuộc chia sẻ của anh. Dạ, giờ cuối video thì tôi cũng có lời mà chúc đến đội hiệp sĩ với anh em trên cộng đồng mạng xã hội. Giờ lời nói của tôi sẽ bảo đảm 100% là nếu anh em cô bác trong nước và ngoài nước nào thấy hoàn cảnh của tôi mà như vậy giúp đỡ tôi được, để tôi lấy lại cái công sức của tôi, mồ hôi nước mắt tôi sống với vợ với con tôi đó giờ đó là như vậy, nếu mà giúp đỡ tôi thì tôi rất mang ơn, chứ tôi về hoàn cảnh tôi rất khổ. Dạ, kính thưa cô chú anh chị các bạn, nếu ai giúp được cho anh trai này về pháp lý thì có thể liên hệ cho đội hiệp sĩ của Đại Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858, anh em sẽ kết nối để cho các cô chú anh chị, nếu ai có tấm lòng hoặc ai có hiểu biết về pháp luật, để giúp anh để là lấy lại công bằng, có thể là lấy lại những cái tài sản của mình đã bỏ công sức của mình mấy chục năm qua đã xây dựng, đến giờ phút này là mất trắng. Cuối video cho phép công trần xin thay mặt các anh em thủy sĩ Bình Dương xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ, xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại. Dạ, em kính chào.